Đấy, xin chào bạn, đây là kết quả thì chúng tôi cắt bao đầu máy đây. Các bạn thấy cái gì? Vừa vặn. Xin chào bạn, tôi sẽ sắp về Đức đây. Hôm nay một chị bệnh nhân nam 30 tuổi, bạn ấy quan hệ cũng khá là nhiều rồi. Thế nhưng mà gần đây thì bạn ấy thấy là nó quan hệ mạnh thì nó hơi cường lên, nó hơi thắt lại, đúng không em? Đấy, và cái dây hãm bắt đầu nó ngắn lại, nó đứt tuần qua, nó chảy máu rồi. Đấy, các bạn thấy là nó đứt rồi. Tất nhiên là bạn này bạn ấy kìm hãm được, chứ còn như những cái ông mà những cái mới lần đầu ấy là nó rất thoát rồi. Và bạn này bạn quan hệ chắc là cô cũng lâu đúng không? Chứ không là nó cũng sẽ nứt toát ra đấy các bạn. Thì bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành cắt bao đầu cho bạn ấy. Cắt xong đi làm thoải mái nhé, sáng cắt chiều làm được. Này chắc chiều vẫn đi làm nhỉ? Cuối tuần có chú được nghỉ à? Nhưng mà anh nghĩ cái nghề của các chú thì làm nhiều khi là làm ở nhà cũng được, chú không? Có máy tính cũng được nhưng mà yêu cầu phải tính. Chính là nó như cái bọn châu Âu ấy nhiều. Đấy, xin chào bạn, đây là kết quả thì chúng tôi cắt bao đầu máy đây. Các bạn thấy cái gì? Vừa vặn.